Vâng, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Kỳ Audio. Thì hôm nay Kỳ có một lô loa phải nói luôn là cực kỳ đẹp, đó là lô loa PK Audio mọi người nhé. Thì hôm nay Kỳ sẽ giới thiệu cho các bác về hình thức và cũng như là chất lượng của dòng PK này. Thì trước mặt các bác đây thì Kỳ có 8 đôi PK hàng cao cấp các bác nhé. Nên nhớ đây là hàng nó nằm cực kỳ cao cấp và phải cái chất lượng của nó thì cũng phải nói luôn là rất là đẹp. Và hình thức phía ngoài các bác nhìn trước phía ngoài đây là một cái e căng đen, phải nói luôn là chưa có một lớp han gì nào luôn nhé, chưa một lớp han gì về. Và khi về hàng lô này thì anh Kỳ cũng vệ sinh sạch sẽ xong để mới lên sóng cho các bác. Và nó sở hữu cho mình đó là hai chung nên là lời con này thì ra chất âm nó tuyệt hay, và kèm vào đó là hai chét đấy, hai chét và bát 25 mọi người nhé. Còn về e căng, về thùng vách lô này phải nói luôn là cực kỳ đẹp đấy, các bác có thể nhìn qua một chút này. Đây, về thùng vách phải nói luôn là rất là đẹp luôn. Đây, và cái ia căng này nó cũng là cái điểm nhấn ở phía trước, nó làm đan kẻ vào trong này xong lại ra này, nó nhìn rất là cách điệu mọi người nhé, rất là cách điệu luôn. Và một logo nhôm phía trước đây, dập BK luôn đây mọi người nhé, logo nhôm rất là có gấp, kể cả phía sau. Đây, em sẽ cho các bác xem phía sau đây. Phía sau đây thì nó sẽ có hai nút ấn tín hiệu vào đây, cũng khá là ok. Thì các bác này cũng đỡ phải vặn, vặn thường là nó rất là trờn. Tại vì dòng loa này dòng loa cao cấp nên là các bác thấy này, đấy, ấn rất là ấy nhá. Ok chứ các bác khác. Đấy, và đằng sau đây nó cũng có một lớp PK, nó dập PK này, model PK002 này. RMS này công suất hoạt động 200W này ở chế độ 8 ohm. Giải tần là đi 45Hz tới 20K. 20K đây giả lên cao nhất là được 20K các bác nhé. Và độ nhạy nó là 94 dB, quá là ổn với một dòng loa nằm bát 25. Đấy, và với thương hiệu BK này thì cái chất lượng của nó từ thùng vách rất là chắc chắn mọi người, rất là chắc chắn. Lỗ thông hơi phía trước đấy, hai lỗ thông hơi phía trước và thùng được thùng sơn sần, chưa một góc cạnh nào, phải nói luôn là chưa góc cạnh nào nó bị vỡ đấy. Các bác nhìn này, tất tần tật các góc cạnh mép phía trước thì đôi khi nó có bị dạn nứt một chút xíu thôi, là một chút xíu này là do vận chuyển thì nó cũng không thể tránh khỏi được đấy. Các bác nhìn này, tổng quan lại lô này thì nói chung là đang còn 9/10 luôn mọi người nhá. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Để các bác nhìn thấy không? Một lô này phải nói luôn là rất là đẹp luôn. Và tuy là số lượng nó không có nhiều, tại vì hàng chất lượng thì đánh đổi lại thì nó cũng khá là ít. Thì em đi chuyên sâu hơn một chút về nội thất bên trong để cho các bác có thể chiêm ngưỡng. Thì nó sử dụng đây là hai chung, em phải nói trước về hai của chung này. Hai chung này nó sử dụng là gân vải cao cấp mọi người nhá. À, gân cao su cao cấp, các bác nhìn này, rất là mềm mại luôn. Đây, nhìn rõ vào cái lớp gân này của nó này, nhìn rất là cao cấp đúng không ạ? Chung. Chung này nó sử dụng luôn là từ kép mọi người nhá, từ kép dày. Đây, hai từ kép dày này các bác này, từng cái vòng ôm từ của nó này. Đây, các bác nhìn rất là dày, béo đúng không ạ? Những cái chung nhìn cực kỳ đẹp luôn. So với chung bình thường nó sử dụng là từ đơn, nhưng mà chung của dòng loa cao cấp này nó sử dụng là từ kép và cái từ nó dày. Nó dày như này luôn, nó béo như này luôn mọi người nhá. Đấy, và sản xuất năm 2015. Đấy, chung người sản xuất năm 2015. Đấy, chiếc chung cực kỳ đẹp luôn đúng không ạ? Dây nhựa được làm rất là chắc chắn, dây ly to. Dây này em đâu về tầm 2 ly mọi người, dây đồng nhá. Và nó sử dụng là bên này một chiếc nữa, và lỗ thông hơi nó nằm ở giữa. Nói chung là về thiết kế lô này thì không thể chê vào đâu được, thiết kế cực kỳ đẹp luôn. Đây, hai chung phía dưới này, hai tép trên này, và tép của nó cũng sử dụng là tép từ kép. Nếu các bác nhìn này, ví dụ như chung thì nó sẽ béo hơn đúng không ạ? Còn cái tép này nó cũng là tép từ kép nhưng mà nó cũng rất là đẹp luôn. Đây, cái tép này nó cực kỳ đẹp các bác nhá. Nhìn cái nước nằm trầm nó cắt biển hóa luôn, là không thua kém bất cứ dòng loa nào cao cấp trên thị trường. Nếu mà để như dòng loa này, nếu mà thương hiệu hơn nữa hay là thương hiệu thông dụng nhất thì nó có giá lên tới tận có thể là hơn 5 triệu, hơn tầm đấy. Và loa nằm thì các bác đừng không nên so sánh với những dòng loa full này kia. Em loa full có nhưng cái chất âm của loa nằm nó khác biệt hoàn toàn so với những dòng loa khác. Và đặc biệt hơn nữa, các bác nào thích cái chất âm mềm mại, tiếng bát chét và như là cái chung lời nó ra phải nói luôn tuyệt hay, thì dòng loa này cực kỳ ok luôn. Đấy, hai chét thì cái vòng này nó là vòng lớp cao su nện để nó làm kín khi mà cái tép này vào. Đấy, rất là cẩn thận như vậy luôn mọi người nhé. Đấy, kín luôn nhé. Đây, đây là lớp gioăng. Lớp gioăng được làm bằng cao su non anh em nhé. Đây, các bác nhìn này. Đấy, giống như lớp bông á. Đây, người ta cứ đọc như thế. Đây là tép của nó. Rất là sáng bóng luôn đúng không ạ? Tép cũng rất là to. Còn về bộ phân tần, em sẽ cho các bác xem trước về phân tần của nó. Đây, nó ghim bông thường, nó ghim kín thùng luôn. Và phân tần nó này nó sử dụng là tụ AR. Đấy, dòng tụ rất là cao cấp trên thị trường hiện nay luôn. Đây, sẽ phóng to lại. Zoom to một chút cho các bác có thể nhìn qua một chút này. Đấy, đây phần tần của nó đây. Đấy, đây là phần tần của dòng loa này.
nó sử dụng là 1, 2, 3, 4 chở nhiệt, thì chị các bác, 4 chở nhiệt này. Và cái dòng chở này nó rất là chắc chắn, phân tần đẹp vì xanh, tụ 2 chạy 2, tụ AR, phân tần cũng rất là khủng mọi người nhá, rất là khủng luôn. Và đây là những con đèn là con tụ lá chống cháy. Đấy, chống cháy mọi người nhá, đây, trên đây. Hai tụ lá chống cháy trên đây. Và kèm đó là tụ AR. Hoàn toàn tụ cũng cực kỳ cao cấp, tới từ tất cả các hãng loa cao cấp đúng không mọi người. Đấy, tụ AR này, MKP này, 4,7 mW này. Đấy, 400V. Tụ này nhưng mà nó lên là 400V luôn mọi người ạ. 400V có nghĩa điện áp chịu được cao nhất là 400 thì cái tụ này nó bị lỗi, nó hỏng được. Đấy, nhưng mà phải trong thời gian rất là lâu nên là nhà máy nó thiết kế này quá là ok luôn. Và phân tần đây là một điểm nhấn, là phân tần rất là khủng đúng không ạ? Rất là khủng. Tất cả dây rác nó đều đi dây chắc chắn hết mọi người nhé. Đấy, dây nào dây đấy là to chắc nịch luôn. Đấy, và bây giờ quan trọng nhất là ta sẽ đi về cái bát phía ngoài. Bát thì nó sử hiểu cho mình là gân à, cái bát này thì tất cả gân thì được bên cái hàng kỳ thay mới hoàn toàn luôn. Tại vì sau 5 năm sử dụng thì em về em sẽ thay gân mới hoàn toàn. Đấy, không để gân này thì về các bác sử dụng được thời gian rất là lâu nữa. Đấy, ok chưa? Và màng, chất liệu màng nó là màng xanh mọi người nhá, màng xanh, lòng bát sâu, hai dấu phía trước và kèm theo đó là nó đổ một lớp keo khá là dày ở phía trước đây. Đấy. Được chưa mọi người? Đây. Được chưa? Và xương sắt từ kép, và đây là một cái điểm nhấn tiếp theo, đó là tới từ cái từ của bát lo này. Từ bắt đầu này thì nó giống như từ của Trung và cũng như là từ của tép thôi. Chất liệu từ nó cũng là dòng từ dày anh em nhỉ. Nhìn cái từ nó rất là dày đúng không ạ? Nó dày, nó cực kỳ dày luôn. Và những lớp cắt trên từ nó cực kỳ đẹp. Đấy. Và theo đó nữa là một cái lớp từ rất là béo. Đấy, béo và to nhé. Và cái bát này nó rất là nặng. Và côn nó sử dụng là côn 51. Côn 51. Đấy. Côn 51 và gân. Gân mọi thứ và nhện đang còn bóng lộng luôn, được chưa mọi người? Côn zin 100% đảm bảo cho các bác là như vậy. Và dâu, đây một điểm nữa mà các bác hay để ý đó là dâu của nó đúng không ạ? Dâu của nó sau một thời gian thì 5 năm rồi nhưng mà nó chưa có một vết nào gọi là bị ham hay bị dỉ xét trên cái sợi dâu này luôn mọi người nhé. Đây mọi người thấy không ạ? Đây, và dâu rất là to luôn, dâu rất là to. Và những cái điểm này thì khi thay gân bọn em sẽ hàn ra và bọn em sẽ hàn lại rồi, rất là ok. Trên đây nó cũng là một những cái lớp cái lớp gioăng để nó kín vách thùng, được chưa? Quan trọng nhất là cái giá. Giá này thì chắc các bác nào đã xem trên kênh em chắc các bác biết rồi, giá của Kính Kỳ đưa ra để cho các bác sở hữu những cặp loa này đó là 4.200.000 đồng. Và video test thì em sẽ test riêng vào chiều nay, em sẽ test riêng cho các bác cái chất âm của dòng loa này mọi người nhé. Và khi các bác sở hữu những cặp này phải nói là chất âm đưa ra cái chất âm rất là mềm mại, và cũng như là cả tiếng bát và tiếng tép, tiếng trung, tiếng lời rõ ràng, rành mạch, và chất âm nó không bị hỗn hợp tạp hóa. Khi các bác kể cả các bác nghe nhạc hay là hát karaoke đều ok hết, và công suất nó đủ để trong vòng chỉ có 25 m² đổ xuống thôi. Đấy, và các bác nghe, đôi khi các bác nghe những cái lời mỹ miều nhiều quá rồi, nhưng mà hôm nay đó là một video đầu tiên của em sau khi một ngày chuỗi ngày đám cưới lại. Thì tất nhiên rồi, khi đám cưới lại thì em sẽ có một nguyên một lô để em bán rẻ cho các bác. Còn lô này thì nó là lô cao cấp nên là giá của nó cũng không hề rẻ. Đó là giá 4.200.000 đồng, giá tại cửa hàng và hỗ trợ bao ship cho mọi người trên toàn quốc, được chưa ạ? Và một lần nữa cũng cảm ơn các bác rất là nhiều. Bao ship đây, nếu là bao ship đây là bao ship, đó là cái bớt của anh Kỳ cũng như là cái hỗ trợ cho các bác về vấn đề ship code như này kia. Có thể một đôi này vào Nam nó rơi tầm 300-350 cơ, hay Bắc cũng thế. Nói chung là em sẽ bao ship cho mọi người. Đây là cái sự chữa lại của anh Kỳ sau một chuỗi ngày nghỉ và cũng như là vào đám cưới. Còn những lô mà rẻ thì tất nhiên sẽ những lô trong kia, được chưa? Và những bác nào quý mến anh Kỳ cho anh Kỳ xin online. Và em mới đám cưới xong thì đây là một lô có 8 đôi thôi, nên là bác nào chốt thì liên hệ ngay. Tức là anh Kỳ có 2 số điện thoại anh Kỳ để dưới đây các bác nha. Thôi nữa, xin chào và hẹn lại các bác trong những video tiếp theo. Các bác đừng quên cho Kỳ xin online và đăng ký kênh mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại.